diễn đàn Hà Nội thì cháu cũng mới vào quen qua à biết qua anh Hùng cũng là thầy giáo vậy đó. Thì ở trong diễn đàn thì nick của cháu là Nuna.581992 và tên ngoài đời là Đào Thị Thanh Vân. Cháu cũng ở Đan Phượng. Đang học gì? Cháu đang học cao đẳng sư phạm Trung ương. Hôm nay đến đây thì rất là vui. từ sáng sớm đã phải chuẩn bị để gọi điện cho anh Hùng để hỏi xem mấy giờ đi, rồi giúp đỡ anh ý ngon ngon đấy. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển mạnh mẽ để có thêm nhiều thành viên tham gia. Cảm ơn.